Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6 từ câu 30 đến câu 34. Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Anh em hãy lánh ra một nơi hoang vắng và nghỉ ngơi đôi chút. Lời của Đức Giêsu nói với các môn đệ vẫn còn vang vọng với chúng ta hôm nay. Dù chúng ta là công nhân viên chức trong công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học hay buôn bán trong thương trường, lao động tự do hoặc nội trợ trong nhà, Đức Giêsu cũng muốn chúng ta ý thức đó là sứ vụ truyền giáo của mình. Và sau khi làm xong công việc bổn phận hàng ngày, thuộc bất cứ loại hình nào, chúng ta cũng cần có những phút giây thư giãn với gia đình, hay thinh lặng nội tâm để nghỉ ngơi bên Chúa, để được bồi dưỡng sức khỏe thể xác cũng như tinh thần. Ngay cả những thời điểm phải hoàn thành nhiều trách nhiệm, đáp ứng những nhu cầu của nhiều người, hay quá căng thẳng, đuối sức vì công việc quá tải, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta nghỉ ngơi đôi chút. Nghỉ ngơi đôi chút có thể chỉ là một lời cầu nguyện tắt hướng nhìn về Chúa, ý thức Chúa đang nhìn mình và dâng những gì mình đang làm để Chúa chúc lành, hướng dẫn, hay nói với Chúa về những bế tắc khó khăn của mình. Nghỉ ngơi đôi chút cũng có thể chỉ cần 5-10 phút thư giãn thực sự, ngừng công việc để uống một ly nước, ngừng suy nghĩ để tâm trí được thảnh thơi. Nhờ đó chúng ta được tái tạo sự sống mới, sự quân bình và tinh thần đầy đức tin để tiếp tục làm việc hiệu quả hơn cho vinh danh Chúa hơn. Nghỉ ngơi đôi chút, ý nghĩa nhất là nghỉ ngơi bên Chúa trong những khoảng thời gian dành cho việc tham dự thánh lễ, kinh nguyện, chầu thánh thể và những giờ kinh trong gia đình. Đó là những giây phút chúng ta cầu nguyện, những giây phút cảm nhận mình được Chúa yêu thương và chăm sóc. Nếu không có những giây phút này, nhiều khi chúng ta bị hút vào công việc mà quên đi sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Đức Giêsu và các môn đệ tới nơi hoang vắng để nghỉ ngơi, nhưng vừa lên khỏi thuyền thì thấy đám đông dân chúng đã tụ tập ở đó. Chúa lại chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Là đấng cứu độ, trái tim Đức Giêsu luôn thông cảm với những người đói khát về thể chất cũng như tinh thần. Như khi xưa người đã tiếp đón, dạy dỗ, chúc lành cho đám đông dân chúng tìm đến với Ngài, ngày nay Chúa cũng luôn hiện diện, an ủi, lắng nghe, hướng dẫn và cảm thông với những ai thành tâm mở lòng ra đón nhận người. Vấn đề là chúng ta có nhận ra Chúa Giêsu là mục tử chăn dắt chúng ta không? Chúng ta có đến với Chúa trước tiên khi chúng ta bắt đầu quyết định làm một việc gì? Từ việc giáo dục con cái, chọn trường cho con, hướng dẫn con chọn nghề, lập gia đình, đến những công việc kinh tế, tài chính trong gia đình. Nhất là trong thời gian xảy đến những khủng hoảng trong mối tương quan gia đình, chúng ta có biết mời gọi các thành viên trong gia đình cùng chạy đến với Chúa không? Hay chúng ta chỉ biết hoang mang, lo sợ, mất định hướng như những con chiên không người chăm sóc? Điều an ủi là dù chúng ta ở trong tâm trạng nào đi nữa, thì Đức Giêsu vẫn chạy lòng thương chúng ta. Trái tim mục tử nhân lành của người vẫn đi tìm chúng ta để yêu thương, tha thứ, động viên và ban hạnh phúc
cho chúng ta ngay khi chúng ta hướng lòng về Người. Nếu không có Chúa, đời con không có là gì. Nếu không có Ngài, trần gian cũng chỉ là không. Nếu con có Chúa, đời con có như tất cả. Nắng mưa phận người, đời con luôn vang tiếng cười. Thì nay lạy Chúa, xin Chúa dẫn lối đời con, xin Chúa sống mãi trong hồn con. Giờ đời con luôn có Chúa, thì lòng con chẳng héo úa. Chính Chúa đã tác sinh muôn loài, hợp nhất con trong Ngài, lừa mình trong thánh thần, cùng bước đi trong lòng hội thánh. Nguyện Ngài thường luôn dẫn lối đời, phù vây chan bóng tôi. Chính Chúa đã xóa tan tôi đời, rồi ánh quang soi đường từng bước con trong đời. Hạnh phúc con mong chờ là Chúa. Nếu con có Chúa, đời con đâu có sợ gì. Nếu con có Ngài, khổ đau con chẳng sợ chi. Nếu con mất Chúa, đời con mất như tất cả. Phú vinh sang giàu lại thêm bao nhiêu nỗi sầu. Thì nay lạy Chúa, xin Chúa dẫn lối đời con, xin Chúa sống mãi trong hồn con. Giờ đời con luôn có Chúa, thì lòng con chẳng héo úa. Chính Chúa đã tác sinh muôn loài, hợp nhất con trong Ngài, lựa mến trong thánh thần, cùng bước đi trong lòng hội thánh. Nguyện Ngài thường luôn dẫn lối đời, phù vây chan bóng tôi. Chính Chúa đã xóa tan tôi đời, rồi ánh quang soi đường từng bước con trong đời. Hạnh phúc con mong chờ là Chúa. Nếu con có Chúa, niềm vui chan chứa ngàn lần. Sống trong ân tình, hồn con tươi thắm mùa xuân. Sống trong thế giới mù sương, ví như khói tỏa. Vẫn không lo gì, đời con yên vui thái hòa. Thì nay lạy Chúa, xin Chúa dẫn lối đời con, xin Chúa sống mãi trong hồn con. Giờ đời con luôn có Chúa, thì lòng con chẳng héo úa. Chính Chúa đã tác sinh muôn loài, hợp nhất con trong Ngài, lựa mến trong thánh thần, cùng bước đi trong lòng hội thánh. Nguyện Ngài thường luôn dẫn lối đời, phù vây chan bóng tôi. Chính Chúa đã xóa tan tôi đời, rồi ánh quang soi đường từng bước con trong đời. Hạnh phúc con mong chờ là Chúa. Chính Chúa đã xóa tan tôi đời, rồi ánh quang soi đường từng bước con trong đời. Hạnh phúc con mong chờ là Chúa.